Đó, đáy này, rào, hạ xuống cổ, quay nửa vòng, bỉ, ập xuống, rào, đáy lên, hạ vô cổ, quay nửa vòng, bỉ, đó, đẩy lên, lúc hạ xuống là dựa vô cổ quay cho nó đỡ mỏi tê. Hello, everyone, today I feel so good. Xin chào mừng các bạn đã quay lại trở lại với channel Bình Minh Homie Squad. Thằng mic vàng quá, gỡ mic vàng. Ok, nói đi. Thì hôm nay anh em chúng tôi sẽ quay lại với series hướng dẫn về lăn. Và bài hôm nay chúng tôi hướng dẫn cho anh em đó là bài chào và cách lách đầu lăn sao cho đúng cách. Ok, thì diễn viên hướng dẫn hay diễn viên hỗ trợ bên đây chỉ là Xuân Mạnh thuộc đế chế Homie Squad. Đế chế vậy, biên chế chứ. Biên chế nhầm, tôi nói nhầm, biên chế Homie Squad. Thì tình hình hôm nay là mọi người cũng biết là chỗ tôi ảnh hưởng mưa, quên ảnh hưởng bão nên trời cũng đang hơi mưa, nên em tụi tôi không thể quay ở ngoài được, nên em tụi tôi vào cái kho. Đấy, thì ví dụ như trong kho ánh sáng nó không được đầy đủ lắm thì mong anh em thông cảm. Rồi, không nói liên thiên nữa, bây giờ anh em giúp tôi bắt đầu vào. Thì đầu tiên anh em tụi mình sẽ nhờ bạn Mạnh, mà đây là có kinh nghiệm tầm 8 năm. Thôi, mày đừng có mồm quét, mày đừng có mồm điêu đi. Mày có mồm vậy? 8 năm kinh nghiệm trong đoàn, mà 8 năm kinh nghiệm múa đầu nha. Mày lần đầu tiên múa lại lên múa marathon luôn. Ủa, cho nghỉ mẹ một đi. Đấy, nên anh em biết cái marathon rồi, là động tác dứt khoát, đẹp. Đó, nên hôm nay tụi tôi có mời bạn Mạnh về để hướng dẫn cho anh em. Thì đầu tiên thì bạn Mạnh sẽ làm nhanh, không phân tích. Thì sau đó anh em chúng tôi sẽ làm chậm, có phân tích cho anh em dễ hiểu. Nói chung là cái đây cũng là cái gì nhỉ? Nó là cách cũng như là cách làm của anh em tụi tôi thôi, của đoàn riêng tụi tôi thôi, chứ không phải là chung quy của tất cả các đoàn nha. Còn anh em nào cảm thấy hay thì anh em ủng hộ tụi tôi. Ok, bây giờ bắt đầu thôi. Mạnh vô Mạnh ơi. Đây là chỉ cơ bản thôi, còn ai muốn biến táo thêm gì đó. Muốn biến táo thì nói chung múa lăn á, đó nè, anh em múa lăn á là ngẫu hứng nữa. Ngoài yếu tố chuyên môn ra còn có yếu tố ngẫu hứng. Ngẫu hứng rồi đánh trống sao theo được mà. Ngẫu hứng ví dụ như lệ, có thể lệ nhiều kiểu khác nhau, đâu phải là chung quy một kiểu lệ. Đúng không? Dạ. Vô Mạnh ơi. Đây bây giờ là làm nhanh không phân tích. Lệ. Sau đây mình sẽ làm một động tác mẫu động tác đầu tiên. Mình sẽ làm nhanh. Lệ còn gọi là chào á. Vô chào hỏi đàng hoàng, mình tự giới thiệu tên, tôi là Mạnh Quyết. Mày qua sát bên mày đứng, mày phân, mày đứng, mày làm người mẫu đó đứng nghe ghế đó. Đó. Nghe ghế này không có thôi được. Ý là làm nhanh mà hướng dẫn gì đâu. Rồi. Vào miệng thế tấn bình thường. Theo nhịp trống tôi thường là tôi thường lách theo nhịp của tôi nha mọi người nha. Pum 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 pum. Theo đây sẽ làm theo từng bước chậm. Làm chậm có phân tích. Rồi, lại vào vị trí. Ta sẽ bước thùm thùm thùm. Đẩy cái đầu lăn lên. Rồi sau đó chúng ta hạ thấp con người. Kéo đầu lăn qua này. Kéo lăn tới gần nửa là chúng ta rút như vậy là vừa. Cầm xuống. Tương tự như bên kia. Đẩy đầu lăn lên. Đẩy chậm. Nửa trong tròn là trung nhiên là vừa. Xuống. Tiếp tục. Đây. Nửa trong tròn chân về. Gập. Ok. Ok. Lui xa xa lại một chút xíu cho thấy rõ. Làm lái đầu lăn làm luôn. Lái đầu đỏ hả? Đầu đỏ hả? Lái đầu xanh thì cho nó. Mà quần đỏ mà lái đầu xanh. Đây. Có vào thì order. Qua hết đây cho đây nữa. Mọi người có order thì nhắn tin vô link fanpage bỏ ở trên phần mô tả chứ. Nếu order thì cứ nhắn tin vô. Nhép hả? Nói cho tụi tôi không phải là đòn lớn chứ về 15 anh em tôi không chắc hết mà mày. Tụi nó đùa. Chót á. Chót. Chứ không anh em lùi cái đại quán lăn không? Chứ không thời gian chờ đợi lấy lăn thì
con không giới thiệu gì nữa thì giới thiệu đi. Đây, đây, đây là bốn con lăng gọi là đầu tiên của tụi tôi. Con tụi tôi đặt tên nó đầu, con đây là con Bình, đây con Minh, đây là con Homie, đây là Swat. Bình Minh Homie Swat. Con đây là bốn chuyên gặp đầu tiên làm nên thương hiệu Bình Minh. Thì bây giờ anh em tụi tôi sẽ thử để chụp đầu lăng vào và cố cho anh em xem. Để hướng dẫn cho anh em xem luôn. Ok bây giờ chào á. Chào nha, đây là chào nha. Rồi. Rút đi. Nhây. Bây giờ mình sẽ làm cho mọi người xem nha. Mạnh là từ từ là một xíu mạnh. Tại vì phong cách của Mạnh nó hơi nhanh thôi. Không, cứ bây giờ làm cái như lệ bình thường cứ. Rồi hãy làm chậm xem. Gì nữa. Lui lại cho nó xe xíu mạnh. Rồi làm chậm đi. Làm chậm. Rồi bây giờ làm chậm đi. Đầu tiên này. Đầu tiên sao? 1, 2, 3. Nhẹ lên đẩy. Rồi đẩy, tiếp đi đẩy. Lại à, khỏi bước đi. Đứng nó làm cũng được, khỏi bước đi. Bị đẩy, bị giật xuống nó đẩy lên, quay nửa vòng, bị và giật xuống. Lại này nha. Bây giờ tao đế đẹp luôn, mà làm từng động tác rồi tao nói luôn nha. Rào lên đầu tiên, rào đẩy lên, hạ thấp người xuống, quay nửa vòng, bỉ giật ập xuống, nhảy qua đẩy lên lại, quay nửa vòng, bỉ rồi ập xuống, nhảy lại đó. Ok, đó là kết thúc động tác chèo. Đó là chèo, nói chung đây là động tác chèo cơ bản nên siêu đó thì các bạn tùy các bạn là muốn thi đấu ngẫu hứng, mày lệ theo nhiều kiểu khác nhau được không? Như kiểu chèo, ví dụ như kiểu đây là chèo, ví dụ như đây là bốn con hay hai con nó đều, còn ví dụ muốn một con thì chèo kiểu khác, muốn chèo kiểu ngẫu, kiểu như mình tự mình biến chế ra. Đây kiểu chèo một con. Thì mẫu kiểu chèo thế, nhưng mà cái kia là kiểu cơ bản là nó có bốn động tác. Là đầu tiên là mình nhảy lên, đây bây giờ mình ái luôn này, cái đầu tiên là Mạnh cầm đầu lăng luôn đi. Đầu tiên là ví dụ như bước lên đó là cái đây này, đây là dựa vô cổ này nha, đúng không, dựa vô cổ xem không? Cái đầu tiên khỏi bước nha, rồi nhảy lên đi đó, đẩy này, rào hạ xuống cổ, quay nửa vòng, bỉ ập xuống, rào đẩy lên, hạ vô cổ, quay nửa vòng, bỉ đó, đẩy lên, lúc hạ xuống là dựa vô cổ, quay cho nó đỡ mỏi tê đó. Dư lại cái bước mình nhảy nhảy cái bước chân á Mạnh, để quay cái bước chân thường thường là dễ bị lộn, nên khỏi đầu lăng cũng được, khỏi đầu lăng cũng được, chỉ nhảy cái bước chân thôi. Là mình đầu tiên trước khi ái là mình tập mình nhảy bước chân trước đã, chứ không là dễ bị lộn lắm. Rồi bây giờ đầu tiên vô thì mình sẽ nhảy thôi, bước chân nhảy. Trước tiên là bước chân còn tê thôi, mình chưa quan trọng nha, bước chân nha, cứ tê để bình thường đấy. Ó đẩy lên, xoay nửa vòng tròn, bắt đầu rút chân về, rút xuống. Xem. Bên tiếp theo mình làm chậm thôi đó, xoay nửa vòng tròn rút chân về, rút xuống. Tiếp theo đẩy lên nửa vòng tròn rút chân về, rút xuống, vô. Okay. À, làm lại nó qua phía sau, làm lại bước chân thôi. Đây nè, đó bước chân nè. Nhiều người má lúc đầu tập bước dễ bị lộn bước chân. Có nhiều người là sẽ rút chân gì sát rồi dậm, hoặc là chàng hãng hai chân ra rồi dậm.
Nói chung là mình tập mình quen xem nào chừng mình làm theo một kiểu nó ấy, còn lúc mà muốn một con thì sẽ biến tấu lại xem. Đây, bây giờ anh em tụi tôi sẽ rap trống quay lăng vào luôn, đúng không mọi người? Cũng như một bài hát vậy đó, có lời thì phải có nhạc. Đây. Mọi người thấy chủ đòn ốm không? Ốm như thằng chơi ski vậy. Đó, nếu anh em nào chưa biết thì đây là cái mèo giảm âm thanh đó, ló một cái áo lên lúc tập á để cho nó khỏi bị ồn. Còn hình như cái đây là cái áo của Di này, cũng lót luôn. Áo của Di, áo của Di, mọi người lót luôn chứ giờ nó không lấy mà. Rồi. Ok. Để dựng cái chân quay không mà lên nó mày. Đấy, tao ngồi kìa, tao quay vậy không? Tao quay con lao hao chứ tao không quay mày đâu. Hello, và bây giờ mình sẽ rap theo nhịp trống khúc chào. Ok. Ok. Xin DJ cho một bài trống đi. Bước vào bước nào. Bây giờ là chậm. Chậm, ok. Bây giờ là lệ chèo nhưng mà chậm hơn một chút xíu là ok. Là, vô. Rồi ok. Thì đó là anh em mình sẽ kết thúc cái cầm đi. Đây. Thì đó là anh em mình xin kết thúc cái bài tập thứ nhất. Bài tập thứ hai đây không. Bây giờ anh em mình xin kết thúc cái bài tập thứ nhất là chào. Bài tập thứ hai rào, bài tập thứ nhất là bữa bún rào. Đây là bài tập thứ hai là bài chào. Quên. Thầy ba. Anh em mình xin kết thúc bài tập thứ hai là bài chào với trống. Thì anh em nào muốn anh em mình hướng dẫn thêm cái gì thì anh em nhớ vào comment để anh em mình biết nha. Lạnh. Anh em nhớ bây giờ anh em tụi tôi sẽ chuyển qua một nội dung khác. Thì anh em nào thấy hay thì cho mình xin một subscribe và nhớ nhấn vào cái chuông để theo dõi tập 3, là cái tập anh em chúng tụi tôi chuẩn bị quay đây là hướng dẫn lắc đầu lăng và biểu cảm của đầu lăng có trống và không trống luôn cho anh em xem. Ok. Là hướng bây dẫn giờ... thì bắt buộc là cùng xem phải có trống rồi chứ có trống là không trống vậy. Bye bye okay. Mọi người chứ. Xin kết thúc cái video tập 2 ở đây. Thì một lần nữa thì nếu anh em thấy hay thì cho mình xin một like, một subscribe. Cũng như có những ý kiến gì thì comment ở bên dưới để anh em mình biết. Ok, cảm ơn anh em. Love is love. Love is love. I need your love.